Ok, được. Tôi cúi một lắm rồi. Anh cảm giác thế nào anh? Trên tay anh có run không? Không thể ơi. Hơi run anh ạ. Hơi run à? Có run không? Run. Run lắm không? Trên anh run thế nào? Trên anh run thế nào? Ủa lên. Tốt lắm anh ơi, đúng không? Bắn tời lên. Ui ôi, tời anh tôi xịn luôn nha. Kéo nó ra chứ đéo mình tự hú. Ai còn tôi? Tại này mua đâu anh ơi? Xuống bè anh ơi! Đây này, tay xịn đây, tay đều anh ơi! Cũng xịn vết anh ơi! Thế à, có đắt không anh? Cũng bình thường anh ạ! À thế à? Có bán này tờ xe tôi đang thiếu tờ không ơi? Nhả tờ lại đi à? Ô hay đấy, cái tờ đấy là vặn cái gì đấy? Tờ vặn gì đấy? Tờ vặn đấy, không phải tờ gạt! Ô hay đấy, cái tờ đấy hay đấy! Tôi có công nghệ đấy! Tôi nhập ở bên Lào về nhá! Tôi là cực độc! Do thăm hẳn, chúc thăm hẳn! Chế nhá. Quay từ mọi thấy lắm rồi. Anh quay được thì anh quay, quay về mẹ anh cứ ngồi kêu. Sao? Thì sao sao? Làm sao? Thì sao sao? Sao sao? Sao sao? Chạy ra. Sao? Mày bắt mạnh đại lên. Ra mạnh lên thế nào. Một lỗi nhá. Anh quá rồi. Anh như con đuổi luôn ấy. Anh xin vào công an đường nào. Ba bốn anh chả có luôn à? Ta tự chơi nhá, ta tự cần nữa luôn. Mẹ về rất chuyên nghiệp mà không có được cái móc tời thì anh em mới thích à. Không được rồi, nhổ kia là nhổ cơi thôi. Ok anh ạ, rơi sau, rơi bánh sau, bỏ cái dây này. Cái đấy, tời đã. Đúng rồi, rồi, gỡ dây chanh nè. Rồi. Dây bánh sau, dây bánh sau rồi. Rồi, rồi, không được. Đây anh, quay mất điểm đấy anh. Đi ra ngoài, có cái đường xe ra cùng như này. Đó. Đúng rồi. Cái đoạn này này đi. Bình tĩnh. Anh là cái bài.
của anh. Tự anh nhìn đây gọi là bà cái tay bóp dài. Rất tiếc là trời hơi mưa, là kỹ thuật là rất là khó khăn. Phi lên. Đây một người đã thứ em. Rồi ba rồi, anh qua bàn bên kia luôn đi. Chỉ mẹ đúng kỹ thuật bánh đường. Anh ơi, vào đây. Rồi sẽ tạo xem lại clip nhá. 5 phút 40 giây. Anh bảo là bấm lại đi để anh hướng quay. Đúng giờ mẹ luôn. Mày nhá. Mày phải liều lên anh. Anh bấm ngược bên này. Giờ này. Đâu? Anh rơi này anh bấm ở trên này thì mới được. Anh bấm cái này. Thôi tí xem lại. Audio Jungle.